chương năm 1979, gì dặn dò. Không có sơ dai bí điển, cái kia thất giới thánh phủ thiên đạo bí điển, đều có cái nào trận pháp. Sở phong hỏi, sau đó, giới thiên nhiệm, liền đem thất giới thánh phủ này thiên đạo bí điển bên trên tất cả trận pháp tên nói cho sở phong. Sở phong phát hiện, cùng mình chỗ đến cơ hồ một dạng. Dạng này tới nói, chỉ là không có sơ dai bí điển, cái khác cùng ta đoạt được đến một dạng. Nhưng nếu là sơ giai bí điển, nói rõ còn có cấp bậc cao hơn vậy ta đoạt được đến, hơn phân nửa cũng không phải hoàn chỉnh. Sở phong phân tích nói, rất có loại khả năng này, dù sao tổ võ giới tông tất cả, cũng đều là thời kỳ viễn cổ truyền thừa. Giới thiên niệm nói, về sau, sở phong lại cùng giới thiên niệm hàn huyên rất nhiều. Đại đa số trò chuyện đều là liên quan tới chính mình mẫu thân sự tình, mà giới thiên niệm cũng là biết ô ý nói nấy. Nhưng liên quan tới một lần cuối cùng gặp mẫu thân lúc, mẫu thân tu vi, giới thiên niệm thì cũng không hiểu biết. Sở phong mẫu thân cố ý ẩn giấu tu vi, cơ hồ không ai biết nàng biến mất trước tu vi. Gì, nghe nói thất giới thánh phủ có cực kỳ cường đại lực lượng, thế nhưng là thật. Sở phong hỏi, tại sở phong nhận biết bên trong, cha mình rất mạnh, bằng không không có khả năng lưu ở trong cơ thể mình một tòa trận pháp bảo vệ, liền có loại kiêu uy lực. Giới thiên nhiễm coi như thực lực bất phàm, nhưng sở phong cảm thấy mình cha, chưa hẳn không thể đem chiến thắng. Mà bên ngoài một mực nghe đồn, thất giới thánh phủ bên trong có cường đại lực lượng sở phong cảm thấy nếu là nghe đồn là thật vậy chân chính cản trở cha hắn cứu mẫu thân tất nhiên liền là cỗ lực lượng kia đối mặt sở phong vấn đề giới thiên niệm một mực đều sẽ trả lời ngay thế nhưng là vấn đề này giới thiên niệm lại có chút do dự gì nếu là không tiện nói có thể không nói sở phong nói ra có giới thiên niệm cấp ra trả lời chắc chắn là như thế nào lực lượng sở phong hỏi cụ thể ta vậy không rõ ràng ta tiếp xúc không đến cái kia phương diện chỉ biết là là cực kỳ cường đại lực lượng có thể hộ ta thất giới thánh phủ bình yên liên quan tới chuyện này người nếu muốn cụ thể hiểu rõ có lẽ có một cái người có thể giải đáp chỉ là không biết vị kia hiện ở nơi nào giới thiên niệm nói là ai sở phong hỏi trích tinh đạo trưởng giới thiên niệm nói nguyên lai là vị tiền bối kia hắn sẽ biết liên quan tới lực lượng kia chuyện cụ thể sao sở phong hỏi hắn hắn là biết được giới thiên niệm nói Nghe đến đó, sở phong trong lòng thì là đã nắm chắc. Trích tỉnh đạo trưởng cùng giới thiên nhiễm, đều là giới linh tiên vương đệ tử, hắn thân phận và địa vị, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng bởi vì lý niệm không hợp, sớm liền rời đi thất giới thánh phủ. Trước đó, Khương Tĩnh vô từng cho sở phong một cái xem bói thẻ tre. Nghe nói cái kia xem bói thẻ tre có thể tìm tới trích tỉnh đạo trưởng. Lúc đầu, sở phong liền muốn tìm một cái trích tỉnh đạo trưởng, nhìn xem có thể hay không từ chỗ của hắn, biết được liên quan tới mẫu thân sự tình. Chỉ là đằng sau bởi vì một chút sự tình mà chậm trễ. Nhưng là hiện tại, sở phong ngược lại là có thể đi tìm. Sở dĩ tạm thời buông xuống tiếp tục tìm kiếm, chìa khóa mảnh vỡ suy nghĩ là bởi vì sở phong ý thức được nguy hiểm. Lần này, nếu không là vận khí tốt, vừa vận đạt được thiên đạo bí điển, lại vừa vận gặp đồ đằng cửu đạo, tất nhiên sẽ bị thất giới thánh phủ bắt lấy. Mà có sự tình lần này, thất giới thánh phủ phòng bị tất nhiên càng thêm kín đáo. Sở Phong không muốn mạo hiểm, muốn chờ một chút, đợi đến thần hưu lực lượng khôi phục về sau, lại đi thăm dò. Dù sao hiện tại Sở Phong hai đạo chìa khóa mảnh vỡ nơi tay, coi như giới thiên nhiễm cầm tới cái khác ba cái chìa khóa mảnh vỡ, cũng không cách nào tiến vào tổ võ giới tông chủ thành. Tiếp đó, dựa theo giới thiên niệm dặn dò, nghỉ ngơi một ngày sau, Sở Phong mới tiếp tục tu luyện. Đằng sau tu luyện, là tu luyện một ngày, liền nghỉ ngơi một ngày. Sở Phong đem giới thiên niệm tài nguyên tu luyện luyện hóa về sau, chưa có thể đột phá, liền lại đem đồ đằng cửu đạo cho hắn tài nguyên tu luyện toàn bộ luyện hóa, cuối cùng tu vi đột phá đến thần bào đỉnh phong, Thánh Long thần bào cảnh. Tuy nói, Sở Phong nghịch thiên chiến lực đã sớm có thể so với Thánh Long thần bào, hắn hiện tại đột phá đến Thánh Long cảnh, đối với kết giới chiến lực mà nói, không có biến hóa. Dù sao, hắn kết giới chỉ thuật phương diện nghịch thiên chiến lực, còn không có đánh vỡ đại cảnh giới hạn chế tình trạng. Nhưng là chỉ luận phá trận năng lực, vẫn là có không nhỏ tăng lên cũng tỷ như sử dụng sơ giai bí điển lời nói nếu như trước đó là chân long sơ kỳ phá không ra trận pháp sở phong có thể phá vỡ như vậy hiện tại chân long trung kỳ phá không ra trận pháp sở phong cũng có thể phá võ, thậm chí chân long hậu kỳ phá không ra trận pháp sở phong đều có thể thử một lần đây đối với giới linh sư mà nói đã là phi thường khủng bố chủ yếu nhất là lần sau lại đột phá sở phong vậy đem bước vào chân long giới linh sư liệt kê mà khi đột phá về sau cái này mảnh rừng trúc cũng là triệt để khô cạn sở phong đã sớm nhìn ra rừng trúc là bảo vật nhưng cũng là tiêu hao phẩm thậm chí đổ vào rừng trúc bảo vật vậy là bảo vật vô giá vì hắn lần này tu luyện giới thiên niệm có thể nói là hao tâm tổn trí phí sức dạng này tài nguyên tu luyện nàng hoàn toàn có thể cho con trai của nàng sử dụng lấy giới thiên thiên phú tất nhiên cũng sẽ có không nhỏ thu hoạch thế nhưng là giới thiên niệm lại vẫn cứ cho sở phong đột phá Giới thiên niệm thanh âm vang lên, không có rừng trúc can thiệp, sở phong cũng có thể tại rất xa địa phương, liền nhìn thấy giới thiên niệm. Sở phong một cái thuần di, liền đi tới giới thiên niệm trước mặt. Đột phá, may mắn mà có gì trợ giúp. Sở phong cười nói, trải qua mấy ngày nữa ở chung, sở phong đối vị này gì đã là cơ bản tin cậy. Không có loại kia cảnh giác về sau, ở chung lên đến tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Là người thiên phú tốt, giới thiên niệm cười nói, gì, cái này chút tài nguyên tu luyện, chính là là bảo vật vô giá, ngươi vì sao không giữ cho giới thiên?" Sở Phong hỏi, vốn chính là vì thiên nhỉ tìm kiếm, nhưng biết được ngươi sự tình, ta nghĩ ngươi càng cần hơn." Giới Thiên Niệm nói, nghe nói lời này, Sở Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngắn ngủi mấy ngày ở chung, hắn trên người Giới Thiên Niệm, thể nghiệm được uyên như tình mẹ quan tâm. Mặc dù đối Giới Thiên ấn tượng không tốt, nhưng đối với mình vị này gì, Sở Phong ấn tượng vô cùng tốt. Nhưng giới thiên dù sao cũng là giới thiên niệm thân sinh con trai, giới thiên niệm lại há có thể không quan tâm. Từ cái này chút tài nguyên tu luyện, vốn là vì giới thiên chuẩn bị, cũng có thể thấy được nàng cực kỳ quan tâm chính mình con trai. Thế nhưng là sở phong tổn thương qua giới thiên, dứt bỏ không phải là không nói, tổn thương qua là sự thật. Nhưng giới thiên niệm chưa từng có quái qua sở phong, nếu không liền sẽ không đem vốn là giới thiên chuẩn bị tài nguyên tu luyện, cho sở phong sử dụng. Thậm chí sở phong không hỏi, nàng đều cho tới bây giờ không có chủ động nói lên qua. Vậy không có nói ra qua giới thiên, cái này khiến sở phong càng thêm rõ ràng cảm nhận được gì đối với mình tốt. Nhưng giới thiên cá tính, sở phong cảm thấy ngày sau rất khó hóa giải. Nếu thật gợi ít giới thiên, vị này gì chắc hẳn cũng biết khó qua. Gì, người biết rõ ta đối thất giới thánh phủ có uy hát hiếp, thậm chí đối người con trai có uy hát hiếp, vì sao còn muốn như thế giúp ta? Sở phong hỏi, ta biết ngươi là thất giới thánh phủ quân địch, là thiên nhi đối thủ, nhưng ngươi cũng là ta cháu trai. Bởi vì lập trường nguyên nhân, ta cũng là có hạn chế, chỉ có thể tận ít ỏi lực. Nhưng nếu có thể, ta thật rất muốn thay nhiễm thanh chiếu cố tốt ngươi. Chỉ là, gì quả thật có thể lực có hạn, nói lời này thời điểm, giới thiên niệm lại đầy mắt hổ thẹn. Gì, nếu là có một ngày, ta gờ, yết giới thiên, ngươi sẽ trách ta sao? Sở phong hỏi, nghe nói lời này, giới thiên niệm ngắn ngủi trầm mặc trọt cười nói ra bốn chữ ta không biết. Bốn chữ này, chính là nàng chân thực tâm cảnh. Xem ở gì trên mặt mũi, chỉ cần giới thiên, không làm thương hại ta quan tâm người, ta có thể tha cho hắn một mạng. Sở phong nói ra, chỉ là đối với lời này, giới thiên niệm lại lắc đầu, trọt hai tay bắt lấy sở phong bả vai. Ngữ khí ôn hòa mà nghiêm túc mở miệng, sở phong, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, đều muốn trước vì chính mình cân nhắc mặc kệ bất luận kẻ nào, chỉ cần uy hát, hiếp được ngươi sinh mệnh, tất yêu tình huống dưới, ngươi đều có thể không cần lưu tình dù là cái này người là giới thiên, hay là ta cùng mẫu thân ngươi cha, thậm chí cho dù là ta. Ngươi cũng không cần hạ thủ lưu tình, nhất định, muốn bảo toàn mình, đây là gì đối ngươi dặn dò, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng. Giới thiên niệm nói lời này thời điểm, đầy mắt lo lắng. Tương lai rất nhiều chuyện, nàng không cách nào xác định. Nhưng ngay sau đó, nàng là thật lo lắng sở phong. chương năm 1980, mẹ con nguy cơ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò mình gì. Sở phong nhếch miệng vừa cười, dị yên tâm đi, ta cũng không phải nhân từ nương tay người, ta có thể chiếu cố tốt mình. Giới thiên niệm cũng cười cười, sở phong nghe đồn nàng nghe qua, sở phong thủ đoạn vậy gặp qua, nàng biết mình cháu trai lợi hại. Nhưng nàng vẫn như cũ lo lắng, bởi vì nàng vậy rõ ràng, nàng cha lợi hại. Sở phong cùng giới thiên niệm cáo biệt, bởi vì làm ra, tạm thời từ bỏ tìm kiếm chìa khóa mảnh vỡ quyết định, sở phong liền dự định đi trước tìm trích tinh đạo trưởng. Về phần tử linh, Sở phong mặc dù đáp ứng mang nàng đồng hành, nhưng sở phong vậy có tư tâm. Hắn xác thực đối mặt tình cảnh tương đối nguy hiểm, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn vi phạm hứa hẹn, tiếp tục một mình lên đường. Căn cứ xem bói thẻ tre chỉ dẫn, trích tinh đạo trưởng hiện tại là tại thần thể thiên hà. Mà tại sở phong sau khi rời đi, giới thiên niệm thì là về tới, tổ võ giới tông di tích chỗ ở thế giới. Giới thiên đám người, còn tại cái này thế giới. Phong tỏa đại trận bị phá, nhưng ủng hộ đại trận bảo vật còn có lưu lại, giới thiên là ở chỗ này tiến hành tu luyện. Tam giới thiên niệm tìm tới giới thiên thời điểm, giới thiên đã là tu luyện hoàn thành. Đang tu luyện nơi trở lấy mẫu thân, mẫu thân, ngày cuối cùng trở về, nhìn thấy mẫu thân trở về, giới thiên niệm cũng là hết sức cao hứng. Dạng này thuần túy dáng tươi cười, hắn chỉ tại đối mặt giói thiên nhiễm thời điểm mới có qua. Nói một cách khác, chỉ có tại hai vị này trước mặt, giới thiên mới thật có một cái hậu bối tư thái. Thiên nhì, đột phá sao? Giới thiên niệm hỏi, Đột phá, nơi này bảo vật, sớm cùng ta huyết mạch lực dung hợp. Nếu là sớm biết mẫu thân có thể kịp thời đuổi tới, liền dứt khoát không hao phí phong tỏa đại trận lực lượng đi bắt Sở Phong. Mà là hẳn là trực tiếp đem nơi này bảo vật cung cấp ta tu luyện, như thế ta tuyệt đối có thể đột phá đến chân long cảnh, trở thành một tên chân long giới linh sư. Bất quá không ngại, mẫu thân đại nhân, cái kia bí cảnh tiên trúc hẳn là toàn bộ được thu thập đến đi. Bằng vào cái kia chút bí cảnh tiên trúc, ta vậy nhất định có thể một lần đột phá đến chân long cảnh giới thiên tràn đầy tự tin thiên nhi mẫu thân quá mức sốt ruột mặc dù tìm được bí cảnh tiên trúc nhưng thu thập quá trình xuất hiện vấn đề cho nên thu thập thất bại giới thiên niệm nói nghe nói lời này giới thiên không chỉ có nụ cười trên mặt trước mắt tiêu tán người vậy trầm mặc thiên nhi mẫu thân còn sẽ vì ngươi tìm kiếm cái khác tài nguyên tu luyện ngươi chỉ cần an tâm tu luyện liền có thể giới thiên niệm phát giác được chính mình con trai cảm xúc biến hóa không khỏi tiến lên trấn an A à nhưng giới thiên không chỉ có cười lạnh một tiếng, càng là thuận thế đẩy ra mẫu thân mình tay. Dạng này cử động, để giới thiên niệm cũng là vì đó sững sờ. Thiên nhi, người thế nào? Giới thiên niệm hỏi, mẫu thân, người giết ta đi. Giới thiên nói, thiên nhỉ, người tại nói bảy cái gì? Giới thiên niệm không hiểu, nhưng giới thiên lại lấy ra một thanh dao găm, đưa cho mẫu thân. Giết ta, liền hiện tại, không phải, người sẽ hối hận. Giới thiên nói, thiên nhỉ, người đến cùng thế nào? giới thiên niệm càng thêm không hiểu nhưng lúc này giói thiên lại đầy mắt lạnh nhạt cùng phẫn nộ tiên trúc xác thực rất khó thu thập nhưng ta cùng ông ngoại đều là tin tưởng mẫu thân ngươi năng lực đổi lại cái khác người xác thực rất lón tỷ lệ thất bại nhưng mẫu thân ngươi là không thể nào thất bại đã không có thất bại vì sao không đem tiên trúc cho ta vậy liền chỉ có một khả năng người đem tiên trúc cho hắn người ta nếu không có đoán sai là cho sở phong đi giới thiên tức giận nói làm càn lòng nghi ngờ nặng vốn cũng không phải là thói quen tốt, như đem lòng nghi ngờ đặt ở mẫu thân mình trên thân, liền càng là không nên. Giới thiên niệm vậy thay đổi ôn nhu khuôn mặt, mặt lộ nghiêm khắc. Nhưng giới thiên không chút nào không hoảng hốt, ngược lại cười nhạt càng sâu. Ta lòng nghi ngờ nặng, sở phong thủ đoạn quỷ dị, người nói hắn có thể trong tay ngươi chạy trốn, ta là tin. Nhưng là mẫu thân, ngươi không khỏi đánh giá quá thấp ta. Đánh giá thấp ta đối tòa này phong tỏa đại trận lực khống chế coi như sở phong chạy trốn nhưng bằng vào phong tỏa đại trận còn thừa lực lượng ta cũng có thể đại khái khóa chặt hắn chỗ phương vị chí ít có thể lấy phán đoán hắn chạy trốn phương hướng nào đây cũng là ta vận dụng huyết mạch lực triệt để nắm trong tay phong tỏa đại trận lực lượng về sau mới ý thức tới lực lượng chỉ là có người đem sở phong ấn ký xóa đi ta không tin đây là sở phong làm bởi vì triệt để xóa đi cái này ấn ký nhất định phải tiếp xúc đến phong tỏa đại trận trận nhãn về phần có thể tiếp xúc đến trận nhãn người. Linh Mâu Tử ngược lại là có năng lực như thế, nhưng vân đề ở chỗ, hắn tuy có trưởng đại trận khống quyền, nhưng đối trận pháp này cũng không đầy đủ hiểu rõ. Hắn cũng không biết sở phong ân ký, vẫn như cũng bị phong tỏa ở bên trong đại trận. Nhưng là mẫu thân, ta biết người từng đi theo ông ngoại, cùng nhau tăng cường qua tòa này phong tỏa đại trận, người đối tòa này phong tỏa đại trận càng hiểu hơn. Nếu như không nên nói, có một cái người muốn trợ giúp sở phong xóa đi ấn ký, ta có thể nghĩ đến chỉ có ngươi. Cho nên khi ta phát giác, sở phong ấn ký bị cho rằng xóa đi về sau, ta liền biết, sở phong chạy trốn khả năng không có đơn giản như vậy. Thậm chí chúng ta hôn mê, đều chưa hẳn là sở phong thủ đoạn, mà rất có thể là mẫu thân ngươi thủ đoạn. Đương nhiên, lúc đầu ta cũng không cách nào xác định. Nhưng người đem chúng ta cứu về sau, nói có chuyện gấp xử lý, xử lý sau khi trở về còn nói tiên trúc không có thu thập được. Vậy ta liền không thể không nghi ngờ, sở phong là người cố ý thả đi, ngay cả nguyên bản vì ta thu thập tiên trúc, người cũng cho sở phong giới thiên đầy mắt phẫn nộ nhìn xem mẫu thân mình nhưng giới thiên niệm lại cười khổ lắc đầu thiên nhi người thật là nghĩ nhiều mẫu thân người có thể không thừa nhận nhưng chuyện này ta sẽ như thực nói cho ông ngoại ông ngoại như thế nào định đoạt là hắn sự tình mẫu thân người như muốn ngăn cản ta lời nói ngay tại lúc này giết ta không phải ta nhất định sẽ như thực bẩm báo cho ông ngoại giới thiên nói người có thể đi nói giới thiên niệm nói mẫu thân người không xứng là thất giới thánh phủ người giới thiên lạnh ngừ một tiếng trực tiếp thẳng rời đi nơi đây mà giới thiên niệm ánh mắt tuy nói phức tạp nhưng lại khó tránh khỏi thần thương trải qua một đoạn đi đường sở phong chống đỡ đạt đến thần thể thiên hà một tòa thượng giới bên trong đi tới nơi này phương thượng giới sở phong trong tay xem bói thẻ tre vẫn như cũ có chỉ dẫn cuối cùng sở phong đi tới hoàn toàn hoang lương trong dãy núi núi lớn chợt nhìn không có cái gì nhưng sở phong biết nơi này ẩn giấu đi trận pháp không gian. Trải qua một phen quan sát, rất nhanh sở phong liền tìm được sơ hở. Đồng thời bằng vào sơ dài bí điển, rất là nhẹ nhóm, liền sẽ tại một ngọn núi dưới chân, mở ra một đạo kết giới cửa. Xuyên qua kết giới môn, chính là một mảnh cổ lão rừng cây. Nhưng sở phong còn đến không kịp quan sát, liền cho mày, hắn cảm giác được mình hai chân lâm vào bên trong lòng đất. Đồng thời một cố cường đại trói buộc lực, cũng là tự đại tản ra, tuôn ra lượt toàn thân sở phong giờ phút này không thể động đậy hắn bị nhốt rồi